Hiện nay, nhiều hệ thống dịch vụ công ở khu dân cư chưa được quan tâm, gây ảnh hưởng đến việc sinh hoạt của người dân. Vì vậy, cần đẩy nhanh việc tổ chức đấu thầu các dịch vụ công. Đây là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết tại buổi tiếp xúc cử tri phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ trước kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng cuối năm 2023. Đây là ông Văn Ngọc. Tổ dân phố số 5, khu số 1. Buổi tiếp xúc cử tri đã nhận được 20 ý kiến, tập trung chủ yếu là các vấn đề quản lý đô thị. Lãnh đạo địa phương đã giải đáp chi tiết các vấn đề này như việc quản lý công viên Phong Bắc, bố trí nhà sinh hoạt cộng đồng, thu gom rác thải ở khu chung cư, di dời mồ mả tại khu dân cư, tình trạng ngập nước khi mưa lớn ở các khu dân cư, bố trí bãi đỗ xe ô tô trong khu dân cư, v.v. Kết luận buổi tiếp xúc, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận, tiếp thu toàn bộ ý kiến cử tri, đồng thời cho biết các ý kiến đã nêu những vấn đề rất xác thực, hiện hữu trong khu dân cư tổ dân phố, đề nghị sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân thành phố địa phương xử lý sớm theo thẩm quyền. Với việc quản lý tại công viên Phong Bắc, đây là công viên được thành phố đầu tư hàng tỷ đồng. Với tình hình hiện tại, như cử tri nêu, đã thể hiện sự lúng túng trong khâu giải quyết, đề nghị lãnh đạo quận Cẩm Lệ kiểm tra lại kỹ vấn đề này. Vừa rồi một số cái cơ chế liên quan là hội đồng dân đã phải tổ chức kỳ họp chuyên đề để giải quyết cho Ủy ban Nhân thành phố rồi. Về cơ chế đấu thầu, rồi hội đồng Nhân thành phố thống nhất là đảm bảo về nguồn kinh phí để mà tổ chức đấu thầu 3 năm hoặc 5 năm với một số cái sản phẩm dịch vụ công thì đã phải tổ chức kỳ họp chuyên đề để xử lý gấp cho Ủy ban Nhân thành phố rồi. Nên tôi đề nghị là cái này là các cái sở ngành liên quan, đặc biệt là sở xây dựng, trong cái việc là chỉ đạo Ủy ban Nhân các quận huyện, các cái ban quản lý á, trong cái tổ chức đấu thầu các cái dịch vụ công cây xanh này, thoát nước này, phải nói là năm vừa rồi làm cái này rất chậm, cho nên là rất nhiều cái hệ thống ở khu dân cư là không được chăm sóc một cách kịp thời, kể cả câu chuyện quản lý công viên này, cho nên cái này phải kiểm tra xử lý làm gấp. Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cũng chỉ đạo Ủy ban Nhân dân quận phối hợp với các đơn vị tập trung xử lý việc thu gom rác thải tại 7 block khu chung cư. Còn tại kiệt 29 Trần Ngọc Sương, đề nghị Ban đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố làm việc với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị xem xét, ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện sớm trong năm 2024. Về các kiệt hẻm không có cổng thoát nước, đề nghị phường chủ động kiểm tra, đề xuất các cấp liên quan đúng thời điểm giải quyết sớm.